Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đà Nẵng cho biết trong ngày hôm nay, thành phố đã phân bổ nguồn hỗ trợ của tập đoàn Sun Group về tài trợ 30.000 suất quà gồm lương thực, thực phẩm thiết yếu, mỗi suất trị giá 500.000 đồng tới các hộ nghèo, cận nghèo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại Đà Nẵng trong thời gian 7 ngày phong tỏa toàn thành phố. Riêng trong chiều nay, tập đoàn Sun Group đã trao hỗ trợ hàng trăm tấn rau củ và hàng ngàn suất lương thực, thực phẩm cho người dân tại hai quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn. Theo đó, tập đoàn Sun Group tặng quận Sơn Trà 222 tấn rau củ và 4.675 suất lương thực, thực phẩm. Tặng người dân quận Ngũ Hành Sơn 129 tấn rau củ và 4.500 suất lương thực, thực phẩm, gồm các nhu yếu phẩm cơ bản như gạo, mì tôm, nước mắm, dầu ăn, cá cơm, than khô. Các suất quà và rau củ sẽ được các quận chuyển giao về các phường để trao đến các hộ gia đình trên địa bàn. Được biết, gói hỗ trợ của tập đoàn Sun Group cho thành phố Đà Nẵng trong công tác phòng chống dịch khoảng 45 tỷ, thể hiện sự chung tay đồng lòng của doanh nghiệp với đảng bộ, chính quyền thành phố đẩy lùi đại dịch COVID-19, sớm đưa Đà Nẵng trở lại trạng thái bình thường mới.